Dạ, trong em ạ. Các con nhớ trong em cẩn thận giúp mẹ nhé. Vâng ạ. Có vẻ như Jenna và Candy không thích nhiệm vụ này thì phải. Liệu cả hai có hoàn thành tốt nhiệm vụ mẹ giao không đây? Chị ơi, đọc truyện cho em đi. Ôi trời, Peter bỏ đi mất rồi kìa. Hả? Peter đâu mất rồi? Chết rồi, phải mau tìm em ấy thôi. Cả hai đã quá mải mê đọc truyện mà quên mất việc trông chừng Peter. Không biết hai chị em có tìm được Peter không ta? Em có thấy không Candy? Không ạ. Hả? Hình như có tiếng gì đó. Chẳng lẽ em ấy chạy mất rồi? Là do em bắt chị đọc truyện đó. Là tại chị không để ý chứ. Ôi không, Jenna và Candy bắt đầu cãi nhau xem ai là người có lỗi được kìa. Peter ơi, uống sữa nào. Mẹ lên kìa. Các con ơi. Ôi mẹ ơi, nói nhỏ thôi. Mẹ nhìn đi. Em ngủ ngoan nhé, chị thương. Ôi, em ngủ sao? Con cầm sữa tí em uống nhé. Chị ơi, mẹ đi chưa? May quá. Hóa ra Jenna và Candy đã kịp nảy ra ý tưởng lấy quần áo của Peter mặc cho gấu bông để đánh lừa mẹ. May thật đấy. Chị mau tìm dưới nhà đi. Em tìm ở trên này cho. Em ấy thì đâu được nhỉ? Jenna. Dạ. Cậu đang làm gì đấy? Phải trả lời mẹ thế nào đây Jenna? À, con quét nhà. Con là con gái lớn nên phải giúp mẹ công việc nhà. Con gái mẹ giỏi quá. Jenna đang tìm cách trốn mẹ sao? Con gái càng lớn càng giỏi. Ơ, Candy ơi, chị không thấy Peter. Sao chị kém thế? Để em xuống nhà tìm cho. Liệu Candy có hơn được Jenna không đây? Không có ở đây. Ơ, Candy, con làm gì vậy? Dạ, con đang lau cây ạ. Suýt nữa thì bị mẹ phát hiện rồi. Này, hai con đều giỏi, mẹ phải khen thưởng mới được. Chết rồi, mẹ mà biết thì phải làm sao? Các con ơi, mở cửa cho mẹ nào. Mẹ. Sao vậy nhỉ? Ôi trời, Jenna và Candy đang cố cản mẹ lại sao? Có chuyện gì vậy các con? Em đang ngủ, mẹ không vào được đâu. Chị Jenna, nhìn kia. Chị ra xem đi, để em giữ chân mẹ cho. Cái thùng này lạ quá. À, ôi, là Peter này. Em đây rồi. Peter kìa. Cửa bị kẹt sao? Chà. À, ui da. Ôi, cái mông của tôi. À, mẹ ơi, chúng con đang trong em mà. Ôi, em trai đáng yêu của chị ơi. Các con ngoan quá, mẹ sẽ làm cho các con món gà rán siêu to khổng lồ nha. Vâng ạ. Thật may, Jenna và Candy đã tìm lại được em trai rồi. Nhặt được của rơi, phải trả lại người mất. Thích quá, thích quá. Ô, ô da. Hai bạn nhỏ hôm nay đi đâu mà có vẻ vui quá ta. Ôi. Đẹp quá đi mất. Ôi da. Đây là cái gì vậy nhỉ? Ồ, có vẻ như Mary đã nhặt được một vật vô cùng giá trị. Mình sẽ giao cái này đến cho cảnh sát. Nhưng mà... Đứng lại, đưa đồ đây cho tao, mau lên. Không, không được.
Tránh ra. Trả, trả lại đây. Thật là nguy hiểm. Mình không muốn gặp kẻ xấu đâu. Phải cẩn thận mới được. À, mình sẽ giấu nó ở đây. Ôi Mary ơi, mọi việc Mary làm đã bị Bon Bon nhìn thấy hết rồi. Giấu ở đây có thể sẽ an toàn. Cậu ấy làm gì mờ ám thế nhỉ? Được rồi, giờ mình sẽ đi báo cảnh sát đến đây. Hành động của Mary đã làm Bon Bon nghi ngờ. Hộp Halloween rồi. Hả? Wow, ở đây có nhiều vàng quá đi. Cảnh sát ơi, cảnh sát ơi, mau, hãy mau đi theo mình. Mình nhặt được một hồ lô vàng của ai đó đánh rơi. Đi theo mình nhanh lên. Mình giấu ở đây này. Hộp hồ lô đâu rồi? Rõ ràng là mình giấu ở đây mà. Có thể ai đó đã lấy nó đi. Hả? Chúng ta phải đi tìm thôi. Số vàng này sẽ là của mình. Có vẻ như Mary và cảnh sát đã phát hiện ra điều gì đó thì phải. Đây có thể là dấu vết của kẻ đó để lại. Hãy mau nhìn xem. Hả? Cuối cùng đã tìm thấy đối tượng rồi. Cậu đã bị bắt. Hả? Đây không phải là đồ của cậu đúng không? Mình nếu không phải đồ của mình thì không được lấy, nhớ chưa? Tôi xin lỗi. Cậu phải chịu phạt để lần sau không như vậy nữa. Mọi chuyện làm sai đều phải trả giá nhé các bạn ơi. Đừng vì một chút tham lam mà phạm phải lỗi lầm. Ở đây đang có cuộc chiến gì sao? Tưởng ai? Hóa ra là Daniel và Gina à? Đúng, chính là bọn ta đấy. Muốn có cái kẹo này thì phải thi đấu đã. Cùng chạy đua xem ai đến sớm nhất, ai thắng người đấy sẽ được kẹo mút. Có dám chơi không? Chơi thì chơi. Xem ai sợ ai chứ. Vậy thì sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi. Khởi động cái nào. Mình cũng cần khởi động một chút. Cứ đợi đấy, để xem ai sẽ thắng nhé. Bắt đầu nào. Đánh ra. Đồ này là của ta mà. Của ta chứ. Dám chạy ăn sao? Này thì kén này. Tạm biệt nha. Ăn được lắm. Đẩy em nè. Ui da, em dám đẩy lại anh à? Đáng đời, ai bảo chơi xấu chứ. Anh Daniel, cố lên, cố lên. Bé Huyền, nhanh nữa lên nào. Hãy xem ta đây. Anh đến đây. Tránh ra nào. Không thể để nấy thắng được. Mình sẽ làm được. Cố lên nào. Bé Huyền, cố lên nữa đi nào. Anh Daniel, không được thua. Mau lên bé Huyền. Cầm lấy cờ đi chị Amanda. Nhanh lên anh Daniel. Cờ đây Gina. Hãy phục thuộc anh nhé Gina. Cố lên chị Amanda. Hãy yên tâm. Gina, nhanh nữa lên nào. Lê Lê, còn lâu chị mới nhảy qua được. Ôi không, chị này đã bỏ xa mình rồi. Mình không thể nhảy lên được. Làm thế nào bây giờ? À, mình có cách rồi. Xung quanh không có ai. Cơ hội đây rồi. Mình thật là thông minh. Giờ thì tiếp tục thôi. Gina, chị đến rồi đây.
Ôi trời, sao trẻ có thể nhanh vậy nhỉ? Mà còn lâu mới thắng được em nha. Đáng đời Sena. Ôi chết rồi, chị ấy vượt qua mình rồi, mà đuổi theo thôi. Cố lên nào Sena. Yeah, về đích rồi. Chúng ta chiến thắng rồi, vui quá đi. Bây giờ thì chiếc ghế khổng lồ này đã là của ta. Chúng ta thua rồi Sena. À, có cách lấy lại kẹo rồi. Hả, có chuyện gì vậy? Có dám thách đấu lần nữa không? Chơi luôn, sợ gì nào? Cứ đợi đó. Lần này còn lâu nha. Vậy sao? Sẵn sàng chưa nào? Ồ, cuộc chiến kéo co có vẻ ngang tài ngang sức đây. Kéo đi nào bé Huyền. Sena, lần này nhất định không được thua. Kẹo khổng lồ sẽ là của bọn ta. Ôi không, chúng ta bị kéo ngược lại rồi. Mau kéo lại đi chị Amanda. Giữ cho chắc nào Sena, chúng ta sắp thắng rồi. Kế hoạch B. Sena, em ổn chứ? Chúng ta thua thật rồi. Daniel và Sena khóc rồi ư? Nhìn anh em họ thật là tội. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì sao? Chúng ta cùng nhau ăn kẹo nhé. Thật sao? Giờ thì ăn thôi nào. Đánh lượt Sena, giờ đánh chị Huyền, và cuối cùng là chị Amanda.